Thưa quý vị, có thể nói, chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt, giãn cách xã hội ở mức độ cao nhất để nhanh chóng kiểm soát dịch là một quyết định mang tính lịch sử của Đảng bộ và chính quyền thành phố Đà Nẵng. Trải qua 20 ngày thực hiện biện pháp phong tỏa cứng toàn thành phố, đến thời điểm này có thể khẳng định Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch bệnh và có đủ cơ sở để chuyển sang giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống COVID-19. Khẩn trương cách ly y tế các khu vực có chuỗi lây nhiễm phức tạp, triển khai 5 đợt xét nghiệm diện rộng và sâu toàn thành phố, thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Đến nay, sau 20 ngày triển khai đợt phong tỏa chưa có tiền lệ, với mức độ cao hơn so với chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Đà Nẵng đã đạt được kết quả quan trọng là cắt đứt được nguồn lây trên phạm vi toàn thành phố. Số ca bệnh dù vẫn còn nhưng ở trong tầm kiểm soát. Thì với 20 ngày thực hiện giãn cách, ai ở đâu để ở yên đấy, thì với các biện pháp quyết liệt, đặc biệt là việc xét nghiệm 5 vòng đại diện hộ gia đình trên toàn địa bàn thành phố, thì qua cái việc xét nghiệm này chúng ta đã bóc tách được hàng trăm cái ca F0 và qua đó thì giúp là chúng ta là cơ bản đã bóc tách được hết cái số F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời là giúp không cho cái số F0 này nó phát triển sâu hơn vào trong cộng đồng và qua đó giúp ta kìm hãm được cái sự phát triển của số F0 trên địa bàn thành phố. Ước tính đã có gần 300 F0 được bóc tách ra khỏi cộng đồng. Nhờ đó, ngành y tế thành phố vẫn đủ sức cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh nặng, giúp kiềm chế tỷ lệ tử vong ở mức thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Số liệu xét nghiệm và đánh giá dịch tễ qua liên tục 20 ngày, kèm theo thực tiễn triển khai các biện pháp phòng chống dịch, kích hoạt chế độ 3 tại chỗ trong sản xuất, làm việc, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân là những căn cứ quan trọng để lãnh đạo thành phố đưa ra quyết sách sống chung với dịch trên nguyên tắc kiểm soát chặt, phong tỏa hẹp, mở rộng vùng xanh, nỗ lực dần đưa cuộc sống trở lại bình thường. Chúng ta phải luôn có một cái tư tưởng là chúng ta sẵn sàng sống chung với dịch, chứ không phải là coi là đây là một cái lần cuối để chúng ta thực hiện các cái biện pháp quyết liệt trong phòng chống dịch, mà chúng ta phải thực hiện một cái trạng thái là sẵn sàng, có thể nếu tình hình dịch bệnh phức tạp thì chúng ta phải quay lại một cái trạng thái nó như trước đây theo cái 2788 hoặc theo cái 2860. Thế còn nếu như tình hình dịch bệnh nó tiến triển tốt thì chúng ta tiếp tục sẽ mở rộng hơn các cái hoạt động. Nhắc lại nhiều lần trong những cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng những gì thành phố nỗ lực đến thời điểm này là thành quả của cả hệ thống chính trị và toàn dân suốt nhiều tháng qua. Vì vậy, các ngành, các cấp phải có nhận thức và hành động đúng đắn để các vùng xanh từng bước khôi phục lại hoạt động sản xuất, đồng thời tăng cường quản lý, giám sát để từng bước thu hẹp các vùng đỏ, bóc tách triệt để các F0 ra khỏi cộng đồng. Đối với những kiệt hẻm trên địa bàn của quận cũng đã tiến hành lắp đặt cái camera để thực hiện cái việc mà giám sát bà con chấp hành quy định đó, và cũng giao nhiệm vụ cho phường, cho công an là phải tuần tra, tăng cường công tác tuần tra và xử phạt. Chúng tôi sẽ triển khai thực hiện làm sao á thì tăng cường được cái sự quản lý con người để không có sự lây lan. Cái thứ hai là đối với những cái vùng xanh á thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những cái chốt chặn, những cái điểm tụ tập của COVID cộng đồng. Việc thiết lập 3 vùng đỏ, vàng, xanh theo nguy cơ dịch bệnh ở các xã phường đến từng tổ dân phố như hiện nay là để thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp chống dịch phù hợp với từng vùng. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, nguồn vaccine thành phố tiếp cận được vẫn còn khiêm tốn, thì ý thức phòng chống dịch của người dân vẫn sẽ là vấn đề tiên quyết để thành phố mở cửa trở lại. Thưa quý vị, thu hẹp vùng đỏ và vùng vàng, bảo vệ và nhân rộng những vùng xanh sẽ là mục tiêu của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống COVID-19. Những khó khăn trước mắt sẽ vẫn còn, những thách thức chắc chắn vẫn còn đang chờ phía trước. Nhưng với một tâm thế sẵn sàng thích ứng, chúng ta cùng vững vàng bước vào một giai đoạn chống dịch mới, bình tĩnh sống để chống dịch lâu dài.